Ok, thì xin chào tất cả anh em trên kênh kiếm tiền online của mình. Và như tựa đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em một cái kèo kiếm tiền rút về ATM nhá. Và khi mà anh em làm theo hướng dẫn của mình thì anh em sẽ nhận ngay được đó chính là 25k. Và 25k này thì anh em có thể vào đây anh em đầu tư, anh em kiếm lợi nhuận thì sẽ rút được tiền về ATM của anh em nhá. Và ở đây thì mọi người thể nhìn thấy cái bằng chứng mà mình đã rút tiền công cho app này, mình đã rút hơn 400k và tiền cũng đã về tài khoản ngân hàng của mình rồi nhá. Anh em thể nhìn thấy này, cộng 400k khá là ok. Và mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi và kiếm tiền trên ứng dụng này để anh em có thể biết và kiếm được tiền nhá. Và bước đầu tiên để có thể kiếm tiền trên nền tảng này thì anh em sẽ nhấn vào cái đường link mình để ở dưới phần mô tả video này để có thể tạo một cái tài khoản miễn phí cho mình. Và sau khi mà anh em nhấn vào cái đường link mình để dưới phần mô tả video này thì nó sẽ ra một cái mục đăng ký tài khoản. Và ở đây thì anh em chỉ cần tạo cho mình một cái tài khoản và đăng nhập cho mình vào cái nền tảng này nhá. Thì mục đầu tiên đó chính là mục số điện thoại. Ở đây thì anh em sẽ điền cho mình cái số điện thoại của anh em vào đây. Và sau khi điền xong rồi thì anh em sẽ điền cho mình cái mật khẩu, xác nhập lại cho mình cái mật khẩu và điền cho mình cái mã QR ở phía dưới nữa. Vậy là xong nhá. Và sau khi mà anh em đã điền đầy đủ thông tin rồi thì anh em sẽ nhấn mục đăng ký cho mình là anh em đã hoàn thành cái bước đó chính là tạo tài khoản thành công miễn phí trên nền tảng này rồi. Và sau khi tạo xong rồi thì anh em sẽ lấy cho mình cái tài khoản này, anh em đăng nhập cho mình vào cái nền tảng này nhá. Và sau khi mà anh em đăng nhập xong rồi thì đây mọi người thể nhìn thấy thì đây chính là giao diện của cái nền tảng này. Và khi mà anh em đăng nhập đúng không thì anh em sẽ nhìn thấy đây, đăng ký nhận ngay 25k miễn phí. Đây là cái số tiền anh em nhận được khi mà đăng ký trên cái đường link của mình nhá. Và anh em có thể đọc qua cho mình một chút về cái phần thông báo này, khá là ngon. Sau khi đọc xong rồi thì anh em bỏ qua cho mình nhá. Và anh em sẽ nhìn thấy cái giao diện của cái nền tảng này này. Đó, anh em thể xem qua cho mình một chút nhá. Kéo xuống một chút nữa thì anh em sẽ nhìn thấy này, đề xuất mặt hàng. Ở đây thì có những mặt hàng để anh em có thể mua và kiếm lãi nhá. Và ở bên cạnh thì có số tiền, thời gian hiệu lực cũng như thu nhập hàng ngày. Anh em có thể đọc qua cho mình. Sau khi đọc xong rồi thì anh em sẽ nhấn mục của tôi ở góc cuối màn hình bên tay phải nhá. Anh em sẽ nhìn thấy mục nạp rút này này. Đó, anh em phải nhấn vào và xem cho mình nhá. Ở cái phần nạp rút này thì anh em sẽ nhìn đây, chọn phương thức thanh toán. Thì ở đây có hai phương thức, một là Momo, hai là ATM nhá. Nếu mà thanh toán bằng Momo đúng không, anh em điền cho mình cái số tiền này. Đấy, rồi anh em nhấn mục xác nhận cho mình. Thì nó sẽ tự động chuyển cho anh em đến phần nạp tiền. Đây, nạp 500k nhá. Đấy, thì nó sẽ có một cái mã ở đây. Anh em chỉ cần quét mã và chuyển tiền cho người ta thôi. Khi mà có tiền rồi thì nó sẽ hiện ở đây cho anh em nhá. Cộng với cả 25.000 cái tiền mà anh em đăng ký trên cái đường link của mình thì anh em sẽ có là hơn 500.000, tùy vào cái số tiền anh em nạp, có thể hơn nhá. Và anh em sẽ đi đầu tư cho mình. Ở đây anh em sẽ nhập một dự án cho mình nhá. Gói thấp nhất là 200k và thu nhập hàng ngày của anh em sẽ là 35.000. Và cái gói này thì sẽ có hiệu lực là 80 ngày nhé anh em. Ngoài ra thì cũng gói 700k, hiệu lực là 70 ngày, thu nhập hàng ngày thì sẽ là 140.000. Gói cao nữa thì 2 triệu, 4 triệu 2, 10 triệu, 21 triệu, 51 triệu. Đấy. Và cái hiệu lực thì nó ghi đây này, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày. Đấy. Gói càng ít tiền ấy thì cái hiệu lực nó càng cao nhá. Và anh em sẽ kiếm lãi rất là nhiều luôn. Và khi mà đã có tiền rồi, anh em muốn mua gói nào đúng không? Thì anh em chỉ cần nhấn vào mục mua cho mình rồi nhấn mục xác nhận cho mình nhá. Và khi mua xong rồi thì anh em có thể nhấn mục của tôi. Ở đây thì anh em sẽ nhập mục có trong tay cho mình. Anh em sẽ xem được cái dự án mà anh em đang mua nhá. Và ở đây thì mọi người thể nhìn thấy cái dự án mà mình vừa mới mua này. Mình nạp vào 2 triệu và mình mua cái gói 65 ngày. Và mỗi một ngày thì mình kiếm nạp 420 nha anh em. Đó, 420 mình nó nhầm một chút. Và mất tầm khoảng là 6 ngày thì mình sẽ thu lại được cái gốc. Và sau 4 ngày đó thì mình sẽ có lãi nhá. À, 6 ngày đó thì mình sẽ có lãi. Khá là ngon luôn. Đấy, thì anh em có thể vào đây mua và kiếm lãi cho mình. Bên cạnh đó thì cũng có cái phần thông tin cá nhân. Đấy, thì ở đây thì anh em có thể thêm cho mình cái tài khoản thẻ ngân hàng. Hóa đơn của tôi thì anh em có thể kiểm tra được cái số tiền anh em nạp rút. Đây anh em có thể nhìn thấy này. Đăng ký nhận 25k, nạp 2 triệu, rút tiền này. Đó. Và đây thì nó hiện hết cho anh em nhé. Bên cạnh đó thì cũng có một cách nữa anh em kiếm được tiền. Đó chính là anh em đi mời bạn bè. Về cái phần mời bạn bè này thì anh em sẽ có link mời bạn bè nhá. Đây thì anh em chỉ cần copy link và đi mời bạn bè cho mình. Khi mà anh em mời bạn bè đúng không, mà cấp dưới người ta có chơi thì anh em sẽ được hoa hồng nhá. Hoa hồng này thì nó sẽ chia ra những cấp độ. Cấp 1 thì 20%, cấp 2 là 3%, cấp 3 là 2% nhá. Mời càng nhiều bạn bè thì anh em sẽ kiếm được càng là nhiều hoa hồng. Và khi mà anh em mời bạn bè thì anh em có thể kiểm tra có số thành viên ở cái mục đội này. Đấy, 3 cấp độ tha hồ cho anh em kiếm hoa hồng luôn. Và khi có tiền rồi thì anh em nhập mục rút cho mình. Đấy, điền cho mình cái số tài khoản tên ngân hàng của anh em và cái mục IFSC này này, đây chính là bốn số mã thẻ nhá trên cái thẻ ngân hàng của anh em ấy. Đấy, anh em điền cho mình bốn số cuối vào đây, vậy là xong nhá. Và khi rút được tiền rồi thì anh em có thể tiếp tục kiếm tiền cho mình trên ứng dụng này nhá. Và như đầu video thì mình cũng show cái bằng chứng cho anh em rút tiền thành công. Và ở đây thì mọi người thể nhìn thấy này. Đấy, bằng chứng rút tiền về nhá, khá là ok. Và ngoài ra thì anh em nào mà chưa biết đến con app này, link đăng ký mình để dưới phần mô tả video này nhá. Ok, thì có lẽ video của mình cũng đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Thời tới video mình hay để cho một like và một đăng ký nhá. Ok, thì cảm ơn tất cả mọi người.